Cô thân chào các bạn tuổi Tân Hợi 1971. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về vận, về sao, về hạn của bạn trong năm 2023. Chúng ta biết năm 2023 là năm Quý Mão, tức là cái năm của con mèo nó lên ngôi Thái Tuế. Còn mình là người tuổi Hợi, giữa mèo và Hợi hai con không có hề cái sự cạnh tranh nào, không có một cái không gian chung, hai con nó ở riêng biệt với nhau, cho nên không có cái sự phá quách và chúng ta không bị Thái Tuế. Khi mà chúng ta không phạm Thái Tuế thì chúng ta có được với nhiều cái điều tốt lành ở cái trong năm. Công việc của chúng ta không bị cản trở nè, những cái tiền bạc, khó khăn về tiền bạc, khó khăn về gia đạo của chúng ta cũng được êm xuôi, tốt đẹp. Như vậy là quá tốt đẹp khi mà chúng ta không có Thái Tuế. Bạn có một cái đẹp nữa là cái bạn có cái thiên can nó sinh cho địa chi, cho nên cái cuộc đời mình nó có nhiều cái được cái sự thuận lợi. Cái tuổi nhỏ của bạn cũng có cái vất vả, nhưng mà so với người ta thì bạn được có nhiều cái sự tốt đẹp, được nhiều cái sự yên ổn hơn. Tài lộc, công danh, sự nghiệp của mình nó được thuận lợi. Mình sinh ra như là một cái sắc đẹp của cái viên ngọc bích nè, lóng lánh như điểm tô bởi vàng bạc trang sức. Cho nên cuộc đời của mình có cái sắc thái, cái hình thể là mình xinh đẹp. Con người của mình á, lại rộng rãi nè, biết hưởng thụ, biết ăn ngon, biết mặc đẹp, biết xài những hàng có giá trị. Mình giống như những cái người mà nằm ở trong cái cung phúc đức, mình được thường được sự giúp đỡ, được cái sự chăm chút của những nhiều người khác. Cái bản thân mình á, là cái con người nó mềm mỏng, cái người mình nó không phô trương, không lè lẹt, nhưng mà vẫn nổi bật lên được cái sự thanh tú cho cái bản thân mình. Người con người mình á, thì nó chân chất, nó hiền lành, nó hay giúp đỡ cho cái người khác. Nhưng mà tuổi Hợi có một cái là khác người là bạn không thể chịu được cái áp lực quá nặng nề trong cái công việc của mình. Cho nên có những lúc mà bạn người ta thấy công việc của bạn đang thuận lợi như vậy, tự nhiên bạn bốc đồng, bạn không làm nữa, bạn bỏ ngang cái lập tức cái công việc của mình. Tại vì cái công việc đó so với bạn nó gây nhiều áp lực cho bạn, cho nên cái công việc bạn sẵn sàng bạn buông bỏ. Con người của bạn á, thích giải trí, thích tìm những cái an vui nơi cái chốn thanh tịnh, và mình cũng thường thích đi du lịch, đi đây, đi đó. Bạn nam trong cái năm thì bạn có cái mệnh, cái sao chiếu mệnh của mình á, là sao Thái Âm, và cái hạn là hạn Diêm Dương. Cái vận niên năm của mình á, là Kê Giáp Viên. Xét theo tuổi á, thì năm 2023 là bạn được 53 tuổi. Bạn không phạm kim lâu. Cô nói là bạn phạm kim lâu, không phạm quan ốc, không phạm tam tai và cũng không thái tuế. Chúng ta có ba cái điều tốt nha. Kim lâu thì đó với mình cũng không có khó khăn gì hết. Ở tuổi này chúng ta không có lo cái việc mà dựng vợ gả chồng, mà chúng ta cũng cái chuyện mà cất nhà cất cửa thì chúng ta có thể nhờ con nhờ cháu nó đứng ra nó lo liệu. Như vậy cái sự tốt đẹp về mặt ngoài của mình nó tốt rồi. Còn bây giờ đường làm ăn của mình thì như thế nào? Thì năm Quý là tức về hành thủy, mà mình người Tân thuộc về hành kim, cho nên có cái sinh xuất bạn không được lợi lộc nhiều trong cái vấn, trong cái tiền bạc cái trong cái năm nay, mà bạn phải lo tròn, phải bao bọc cho cái người khác. Mình tiền bạc mình là chu cấp, mình để giúp đỡ cho cái người khác, mình không dư giả tiền là mấy. Về công việc của mình thì nó vẫn bình ổn, nó vẫn êm xuôi như vậy. Còn cái năm kim mà mình cũng là mệnh kim thì nó có sự bình an, nhưng nó cũng có bằng cái cần cẩn trọng một chút. Tại vì kim với kim nó vẽ xảy ra những cái sự mà va sát nhau,
có thể dẫn đến cái sự bệnh hoạn, có thể tai nạn đến cho mình không hay nha. Bạn nam trong cái năm á, là bạn bạn chú ý kỹ cho cái vấn đề mà tai nạn của các bạn, cái vấn đề sức khỏe của các bạn, nó có thể ảnh hưởng nhiều đến cái công việc của mình nữa nha các bạn. Sức khỏe của mình. Rồi bây giờ nói về sao Thái Âm. Sao Thái Âm là một cái sao nó mang lại phúc lộc cho mình. Nó đem lại nhiều cái sự tốt đẹp, nhưng nó cũng không hoàn toàn tốt cho mình lấy lắm ở trong trong năm. Khi mà bạn gặp sao Thái Âm á, thì bạn chú ý giữ mồm giữ miệng. Nhất là bạn nữ thì phải giữ mồm giữ miệng, nó có phòng vệ cái sự mà khẩu thiệt cho mình. Còn vì nam á thì được tốt đẹp, được thuận lợi, được may mắn về cái gia đạo của mình, được tốt đẹp, được hạnh phúc. Sao Thái Âm là thuộc về hành thủy, cho nên chúng ta chọn những cái màu áo, những cái gì nó thuộc về hành thủy thì chúng ta mặc, và chúng ta cánh tránh những cái màu sắc thuộc về cái hành quả thì nó không được tốt đẹp cho chúng ta mấy. Chúng ta bị một cái hạn có này là chúng ta hơi lo lắng một chút, đó là hạn diêm dương. Khi mà hạn diêm dương đến thì chúng ta lo lắng về cái sức khỏe của chúng ta nè. Chúng ta khi mà bệnh hoạn, chúng ta cần đi thăm khám bệnh. Chúng ta phải thường xuyên chú ý đến cái sức khỏe của mình. Các bạn nên luyện tập thể dục, thể thao để tăng cường cái sức đề kháng cho cái bản thân của mình. Đó là nói về sao, về hạn. Còn vận niên trong năm của bạn là cái vận niên kê giáp viên, nghĩa là cái con gà nó về giường. Khi mà con gà nó về giường thì chúng ta cảm thấy được no ấm, sợ được đầy đủ, được tự do, được sung mãn, được vui vẻ. Như vậy là trong cái năm 2023 sẽ thấy những cái bạn nam trong năm được có nhiều cái điều tốt đẹp, nhiều cái sự thuận lợi cho bạn. Chị xin chúc mừng bạn, chúc các bạn cùng gia đình một năm Quý Mão được nhiều cái sự mà bình an, được cái sự hạnh phúc, gia đình được vui vẻ. Thân ái chào các bạn. Nếu các bạn yêu mến, xin hãy bấm like và chia sẻ cho người khác, và đồng thời các bạn có thể trao đổi bình luận với cô để chúng ta có thể cái phần tương tác với nhau, để chúng ta hiểu chúng ta đang cần gì và muốn gì, để cô phục vụ làm những cái clip chia sẻ cho các bạn nha.